Liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hàng không sách tay hơn 11 kg ma túy bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến ma túy, đồng thời xử lý hành chính 86 người có liên quan. Trong quá trình điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt 138 kg ma túy với tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ trong đường dây này hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí khác.